Thông thường bạn cảm thấy miệng có vị mặn là do món ăn có chứa muối hoặc nuốt phải nước biển khi bơi. Tuy nhiên, nếu lưỡi không chạm vào chất gây mặn mà cũng thấy vị mặn thì đây lại có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp một số các vấn đề về sức khỏe cần điều trị sớm. 1. Bạn bị mất nước. Tình trạng mất nước có thể khiến miệng có vị lạ. Khi bị thiếu nước, mức độ muối và nước trong cơ thể sẽ mất cân bằng, từ đó khiến nước bọt chứa nhiều khoáng chất mặn. Bên cạnh tình trạng miệng có vị lạ, bạn có thể gặp các triệu chứng mất nước khác như khát cực độ, không minh mẫn, mệt mỏi hoặc kiệt sức, đi tiểu không thường xuyên, chóng mặt hoặc chóng váng, màu sắc nước tiểu là vàng sẫm hoặc màu cam. 2. Bạn bị khô miệng. Tình trạng khô miệng là một trong những triệu chứng cho thấy cơ thể bị mất nước, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của một bệnh lý. Khi mắc chứng này, miệng không chỉ bị khô mà nước bọt cũng có thể có vị lạ như đắng hoặc mặn. Một số các nguyên nhân khiến bạn bị khô miệng như hút thuốc lá, dùng một số các loại thuốc, mắc một bệnh tiềm ẩn, ví dụ như bạn có thể bị khô miệng vì bị nghẹt mũi và phải thở bằng miệng. 3. Thiếu hụt dinh dưỡng. Vị mặn trong miệng có thể là do bạn thiếu hụt dinh dưỡng. Nếu mắc phải tình trạng này, bác sĩ có thể sẽ chỉ định kiểm tra máu để xác định xem bạn thiếu chất dinh dưỡng nào. Thông thường, bạn có thể cải thiện tình trạng này bằng cách dùng thực phẩm chức năng. 4. Trào ngược dạ dày thực quản. Chứng trào ngược dạ dày thực quản có thể khiến miệng có vị mặn trong thời gian dài. Bệnh này xảy ra khi cơ thắt thực quản suy yếu, từ đó khiến mật hoặc axit dạ dày trào lên ống dẫn thức ăn và dẫn đến cảm giác nóng rát ở ngực. Bên cạnh đó, chứng trào ngược dạ dày thực quản cũng có thể khiến miệng có vị đắng, chua hoặc mặn. 5. Chất cân bằng hormone. Hormone trong cơ thể có thể ảnh hưởng phần nào tới vị giác của bạn. Những ai đang trong thời kỳ mất cân bằng hormone như những người đang trong thời kỳ mãn kinh hoặc mang thai có thể cảm giác miệng có vị lạ. 6. Nhiễm trùng trong miệng. Bệnh viêm nếu không được điều trị có thể dẫn đến một số các nhiễm trùng trong miệng như viêm nha chu. Tình trạng này nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến răng và xương. Viêm nha chu có thể khiến miệng có vị mặn hoặc vị giống kim loại. Các chứng nhiễm trùng khác như nấm miệng cũng có thể khiến miệng có vị mặn. Chứng nhiễm trùng nấm men này gây ra các đốm trắng trong miệng và khiến miệng bị nhạy cảm bất thường hoặc nóng rát. Bạn có thể thấy khó nếm vị đồ ăn hoặc trong miệng có vị đắng, vị kim loại hoặc vị mặn. Nếu bạn cảm thấy miệng có vị mặn nhưng lưỡi lại không chạm vào những tác nhân bên ngoài có vị mặn thì nhanh chóng đi kiểm tra sức khỏe bạn nhé. Đừng quên đăng ký kênh của Nha khoa Paris. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.